Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái chiếu của Nhật các bác nhé, chiếu của Nhật. Thì bên em về hai dòng đó là dòng M6 và dòng M8. Rồi ống nhòm của Mỹ này, cân tiểu ly này, đèn pin cảnh sát này, em sẽ lên luôn để gửi tới quý bác anh chị. Đây các bác nhé, nó sẽ là một cái dòng chiếu sợi mây và nó giúp cho điều hòa, gọi là chiếu điều hòa nhé. Thì nó sẽ là một cái loại 1m6, 1m8. Và các bác sẽ được tặng kèm là hai cái vỏ gối bên trong đều là bằng mây hết nhá, bằng mây hết, rất là đẹp luôn, sợi mây cũng nhá, sợi mây tự nhiên, nó gọi là chiếu điều hòa. Nó sẽ có là một mặt là bằng mây và một mặt của nó sẽ trần vải như này các bác này, một mặt của nó sẽ là trần vải bông như này. Các bác làm mùa đông thì các bác làm cho em cái mặt vải bông như này, và mùa hè thì các bác làm cái mặt mây như này nhá. Hàng của thương hiệu Muji. Đấy, chiếu của thương hiệu Muji cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Đây các bác nhá, em sẽ giở ra cho các bác xem. Đấy, con này của nó sẽ là khổ 1m6 này. Khổ 1m6 đây. Hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Và giá thì đợt này hàng về giá rất là tốt cho bác luôn. Một cái cặp chiếu như này. Đấy, một cái chiếu và hai cái vỏ gối. Hàng của thương hiệu Muji các bác nhá. Đây, hàng thương hiệu Muji này. Đấy, rất chất lượng luôn. Thương hiệu Muji của Nhật các bác nhá. Đó. Nó sẽ cái mặt này là nó sẽ là trần vải cốt tông này, vải bông, đấy, sợi bông. Các bác làm mùa đông thì rất là êm và ấm nhá, còn mùa hè thì các bác làm bên cái mặt sợi mây này cho em, nó sợi mây này cho em, đấy cái sợi mây của nó đây. Đấy, các bác làm cũng rất là thích luôn, mùa hè làm rất là mát và nó cũng rất là êm, sợi của nó rất là nhỏ các bác này, sợi của nó rất là nhỏ. Hàng này của nó thì cái màu của nó rất là nhã nhặn nhá, đấy màu của nó rất là ưa nhìn, và trong căn nhà thì nó rất là sang trọng. Đấy, và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Em sẽ có hai dòng, một dòng là 1m8 và một dòng là 1m6 nhá, đều là 2m hết, dài là 2m nhá, m8 2m và m6 2m thôi nhá. Đấy, chiếu thì nó là theo khổ giường phổ thông rồi đấy, chứ không phải là đi đâu được gọi là theo cái kiểu khổ khác cả, nó là khổ quốc tế rồi, khổ chuẩn rồi. Đấy thì nó sẽ là m6 2m và m8 2m thôi nhá, nó hàng rất là đẹp luôn. Đấy thì anh em các bác có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp các cái số hotline của bên em. Đó, chiếu thì bên em đang có hai mẫu như này, hai mẫu, một mẫu là m6 và một mẫu là m8, hàng rất đẹp luôn đây các bác nhá, rất đẹp luôn. Đó, giá thì cũng gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, vâng, thì cái mã chiếu này thì hàng 1m4 à 1m6 1m8 giá đều là đồng giá nhá, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, 450.000 và bao ship nhá. Đấy, đợt này cái này hàng về giá rất là tốt luôn, trước em bán là 550 các nhá, 550, và đợt này hàng về giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, giá của nó sẽ là 450k và bao ship các nhá, 450k và bao ship cho cái mã chiếu Nhật điều hòa các nhá. Đấy, chiếu Nhật điều hòa. Đấy, 450k bao ship các bác nhá. Vâng, tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái lô đó là cái đèn cảnh sát Nhật các nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là con này nó sẽ là đèn nhôm các nhá. Đấy, đèn nhôm. Hộp của nó sẽ là vỏ thân của nó là 100% là bằng nhôm hết các nhá, 100% là bằng nhôm hết. Đấy, của nó sẽ là đây, hàng Polish này. Đấy, made in Japan này các bác này. Đấy, Polish made in Japan này. Hàng rất chất luôn các nhá. Đó. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, hàng rất chất lượng luôn. Đèn của cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Của nó thì nó sử dụng hai cái quả pin 16850 như này. Thì pin này các bác có thể thay thế nó rất là tiện nhá. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, đèn pin 16850 nhá, giá rất là tốt cho anh em và các bác luôn. Đó, đây. Thì đây con này. Đó. Đây, đấy. Và có tặng kèm các bác một cái đốc sạc này luôn. Về các bác cắm vào cái phần sạc giúp cho em nhá. Đấy đây, cái phần đầu cắm sạc của nó ở bên hông này con này. Đây, cắm sạc cái hông này cho em nhá. Đây, đỡ lỗ cắm sạc đây. Đấy, công tắc bật lên này con này. Đó, đây các bác thấy không? Con này thì độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác này. Đây, em dọi vào cái biển này. Đấy, em dọi vào cái biển nó sẽ như này là các bác biết được là cái độ sáng của nó thế nào rồi. Đây. Đấy, em sẽ dọi vào trong nhà cho bác xem này. Rất sáng không nhá. Đó. Và pha của nó rất là dọi này. Con này thì độ dọi xa của nó sẽ từ là 800 đến 1000 mét nhá. Dọi tương đối là xa luôn. Đấy. Và hàng rất là sáng nhá. Hàng pin giờ như này thì các bác dùng thì vĩnh cửu không bao giờ hỏng đâu. Đấy, nó sẽ có là một chế độ sáng mạnh này, hai là chế độ sáng vừa, ba là nhấp nháy nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đèn nhôm nhá, đèn nhôm. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là đèn VIP các bác nhá. Đó, lên cho em là đèn VIP. Đấy. Lên tên cho em là đèn VIP cho nó VIP các bạn. Đấy, đèn VIP. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200k nhá. 200k và bao ship cho cái mã đèn VIP này. Lên mã giúp cho em là đèn VIP nhá. Giá của nó sẽ là 200k.
Con này thì cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là rọi và sáng luôn, hàng rất chất luôn. Đều là bằng nhôm hết nhá, thân của nó bằng nhôm hết, đèn cảnh sát Nhật này. Đấy. Made in Japan này. Thì các bác lên cho em là đèn VIP nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới qua cái giá là 200k cho cái mã đèn VIP này. Lên mã giúp cho em là đèn VIP, giá của nó sẽ là 200k nhá. Đấy, hàng trong hộp như này, cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn. Lên mã cho em là đèn VIP các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái cân tiểu ly các bác nhá, cân tiểu ly. Đấy, con này thì hàng siêu chất rồi. Đấy, có tặng kèm pin cho bác luôn. Hàng này thì nó là hàng chất lừ luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cân tiểu ly nhá, hàng rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Đó. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn các nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là cân tiểu ly các nhá, cân tiểu ly. Đó. Đây. Các bác về các bác lắp pin vào như này cho em là xong, lắp pin vào cho em là xong nhá. Đấy, sau đó thì mình sẽ đậy cái lẫy nó vào. Đó. Con này thì cân tiểu ly, nó cân tương đối là chính xác để cho các bác cân các cái đồ dùng trong gia đình nhà mình, hoặc là các bác cần công việc này, on up ở đây bật lên cho em nhé. Đó. Đây, ví dụ em cân luôn cái con điện thoại này cho các bác xem này. Đấy. Con điện thoại này của nó sẽ là 200, các bác để chế độ thăng bằng cho em nhé. Đấy. 214g các bác nhé, 214g, tức là 2 lạng 14g các nhá. Đó, 2 lạng 14g. Em thử cân cái con đèn pin này xem. Đấy, con đèn pin này của nó sẽ là 3 lạng 77g, 3 lạng 77g các nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là cân tiểu ly nhá. Lên mã cho em là cân tiểu ly nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá của nó sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho con mã cân tiểu ly này. Hàng cực kỳ đẹp và giá cũng cực kỳ là tốt luôn. Đó. Hàng đẹp giá tốt luôn. 160k. Đấy, 160k cho cái mã cân tiểu ly này. Hàng này thì nó là hàng của Đức các nhá. Hàng của Đức đây. Made in Germany đi các bác này. Đó, đây. Made in Germany các bác nhá. Đây. Đấy, hàng của Đức này. Rất là chất lượng luôn. Đó, Made in Germany, hàng rất chất lượng luôn các bác nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này, Made in Germany đây. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một con cân tiểu ly như này, giá của nó sẽ chỉ là 160.000 thôi. Hàng rất tốt, rất chất lượng luôn. Đây các bác này. Đấy, để các bác làm bánh này hoặc là cân các cái đồ nhỏ mà cần tính bằng gram là rất là ok nhá. Đó, dùng trong nhà bếp là rất là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái ống nhòm có nhá, ống nhòm của Mỹ. Đấy, ống nhòm của Mỹ có nhá. Đấy, con này thì nó là hàng của thương hiệu hàng của thương hiệu Balileo có nhá. Đó, ống nhòm của Mỹ. Đấy, hàng của thương hiệu Balileo. Đây, Balileo này các bác này. Đấy. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng luôn, ống nhòm Mỹ nhá. Hàng thương hiệu Balileo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. 320.000 và bao ship cho một mã ống nhòm như này các bác này. 320k và bao ship các bác nhá. Đó. 320k và bao ship cho cái mã ống nhòm như này. Hàng rất chất luôn. Đây các bác nhá. Đó. Con này thì đầy đủ các cái linh phụ kiện cho các bác luôn. Đây, mắt miếc của nó đây các bác này. Đó. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đây, các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh chế độ tăng giảm các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là tốt cho các bác sử dụng trong công việc nhá. Đó, hoặc là mình giải trí nhá. Ở đây thì nó sẽ có tặng kèm các bác cả dây luôn. Cả dây luôn các nhá, cả dây đeo luôn để các bác đeo bảo vệ nhá. Hàng của thương hiệu Balileo này. Con này của nó tiêu cự của nó sẽ là 20 x 50 nhá. 168m trên 1000m này. Đấy, bác nào biết thì comment và đọc cho em cái thông số này tí các bác nhá. Bác nào là dân chuyên thì đọc cho em tí nhá. 20 x 50 và 168 nhân với lại 1000m nhá. Bác nào có chuyên môn thì comment vào giúp cho em tí để cho quý khán giả nắm được cái thông số của cái con này. Đó. Có cả dây đeo cho các bác luôn nhá. Đấy, hàng đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt cho bác luôn. Chỉ có 320.000 thôi. Các bác lên cho em là ống nhòm Mỹ nhá. Đấy, ống nhòm Mỹ. Giá của nó sẽ là 320k cho con ống nhòm như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. 320k cho con ống nhòm này các bác nhá. Đó, hàng tốt, chất lượng, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là ống nhòm Mỹ. Giá của nó sẽ là 320k nhá. 320k cho cái máy ống nhòm này. Đó. Rồi, ok. Hôm nay bên shop em tiếp tục về cái thắt lưng cá sấu vàng nhá. Quay lên cho em là cá sấu vàng. Đấy, hàng rất đẹp luôn, đựng trong hộp như này. Thì một con cá sấu vàng như này bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá cực kỳ là hợp lý luôn. Giá tốt và hợp lý cho quý cô bác anh chị luôn. Đó. Đây. Một con thắt lưng cá sấu vàng, hàng rất chất lượng luôn nhá.
hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đây. Nguyên đai nguyên kiện như này, về các bác tha hồ sử dụng luôn các nhá. Đó. Đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các nhá. Đó. Hàng của thương hiệu đây. Hàng của hãng luôn, rất chất lượng luôn các nhá. Đó đây. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Hàng hãng rất chất lượng luôn nhá. Đấy. Mặt của nó mặt vàng rất là đẹp luôn. Mặt vàng rất là đẹp luôn các bác này. Đó, đây các bác nhá. Đó. Đây. Một con thắt lưng chấm hết luôn nhá. Đó, đây. Các bác nhá. Đó. Đấy, đây các bác này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Thì mã này bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, các bác lên xem là cá sấu vàng nhá. Cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 140.000 nhá. Đấy, lên xem là cá sấu vàng. Thắt lưng cá sấu vàng nhá, 140k. Đấy, lên xem là thắt lưng cá sấu vàng này, thắt lưng cá sấu vàng. Này. Cá sấu vàng, giá của nó sẽ là 140.000. 140.000 cho con thắt lưng cá sấu vàng này nhá. Hàng rất chất luôn. Đây các bác này. Đấy, một con thắt lưng rất là đẹp luôn. Đấy, hình con cá sấu này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Của nó thì nó sẽ là một cái dòng thắt lưng lẫy trượt như này các bác này. Đây. Các bác chỉ cần đẩy vào này cho em xong này. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, các bác theo. Lẫy trượt rất là đẹp luôn. Đấy. Đây. Lẫy trượt của nó này, trượt tanh tách luôn. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Một con thắt lưng rất là tuyệt vời chất lượng như này. Đấy, cá sấu vàng nhá, đựng trong hộp như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. 140k cho em cá sấu vàng này, 140.000. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop còn một ít cái đèn gỗ này nữa. Đấy, con này thì bên shop lên mã nó là đèn gỗ. Con này bên shop đang bán là 70.000 nhá. 70.000 cho một con đèn gỗ như này. Đấy. Các bác có thể mua về để bàn. Đấy, làm đèn ngủ có công tắc luôn. Về các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình ấy. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem. Đó, cắm cho anh tí vào kia. Đây, cắm thử cho bác xem nhá. Đó, bên đây. Có công tắc luôn không nhá. Đấy, nó có công tắc luôn. Về các bác có thể cắm vào máy tính này. Hoặc là cắm vào đây, các bác nhá. Các bác có thể cắm vào máy tính hoặc là cắm vào cái ổ USB nhà mình là ok, rất đẹp luôn. Có công tắc đóng ngắt các bác dùng làm đèn ngủ nhá. Đấy, đang bán là 70.000. Hôm nay thì thanh lý cho bác cái giá là 60.000 nhá. Đấy, em còn khoảng 5-7 con nữa. Thanh lý nốt cho bác. Cái giá đó là 60k nhá. 60k cho cái con đèn ngủ này. Đấy, có lên trên là đèn gỗ nhá. Đèn gỗ. Giá của nó sẽ là 60k thôi. Đấy. Con này giá gốc của nó là... Trước em đang bán là 90.000 đấy. Bán như này là quá lỗ đấy. Nhưng mà thôi thì còn ít nữa thì thanh lý nốt cho bác. Giá 60k. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là máy vít các bác. Đấy. Đây. Đấy, một con máy vít rất chất lượng như này con này. Đấy, các bác lên cho em là máy vít nhá. Đấy. Máy vít. Đây, các bác lên cho em là máy vít nhá. Đó, máy vít. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? 101 à? Máy vít là 130. 130.000 các bác nhá. 130k. 130k cho con máy vít như này nhá. 130.000. Đó. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ trong hộp như này. Có tặng kèm các bác một cái dây sạc đây, về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình này. Đấy. Và con này nó sẽ là có hai chiều nhá, chiều ra và chiều vào. Đấy, nó chỉ có hai chiều thôi. Và các bác còn được tặng kèm thêm hai cái đầu vít này nữa này, hai đầu vít này nữa, về các bác cắm ở đây cho em. Đó, đây. Dùng con này thì nó rất là thích nhá. Các bác dùng anh em làm thợ làm nghề thì dùng con này rất là xinh. Đấy, vạn ốc nó vừa phải, nó không mạnh quá mà nó cũng không nhẹ quá nhá. Con này thì nói chung là vừa phải đây. Đấy, vạn mà không cầm tay được như này tức là cũng ok rồi anh em nhá. Đó, tay nắm là không thể trượt được anh em nhá. Đó, tay nắm là vẫn chạy thì tức là nó cũng rất là khỏe anh em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Anh em mua để làm thợ làm nghề thì nói chung là cũng được. Hợp lý anh em nhé. Đó. 130k. Lên mã giúp cho em là máy vít nhé. Hoặc là các bác dùng linh tinh trong gia đình nhà mình cũng ok thôi. Nói chung là hợp lý thôi. Đấy, một con máy vít như này giá nó chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy vít 130k nhé. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái đèn đeo đầu ba bóng này. Đó, đèn đeo đầu ba bóng này. Thì con đèn ba bóng này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá đó là 150.000. Đấy, các bác lên cho em là đèn đeo đầu ba bóng này. Đèn đầu ba bóng này. Đấy, đèn đầu ba bóng. Giá của nó sẽ là 150k. 150k cho con đèn đầu ba bóng này các nhá. 150.000. Và lấy cho anh mấy cái kính hạt. Tiện quay luôn cái này. Lên mã giúp cho em là đèn đeo đầu ba bóng nhá. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 nhá, 150.000 cho con đèn đeo đầu ba bóng này coi nhá, rất là chất lượng luôn. Đó, 150k. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ là một đèn này và các bác được tặng kèm thêm hai pin này. Đấy. Và có đế sạc nhá. Đế sạc thì về các bác cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây cho em này. Đấy, cái đế sạc thì các bác cắm ở đây cho em. Đó, và đây là hai pin này. Đây.
hai pin về, các bác lắp vào đây xem, lắp vào đây xem này. Đấy. Hai pin các bác lắp vào đây xem, đó, đây. Hai pin chưa, hai pin lắp vào đây xem nhé, đó, đây, các bác lắp pin vào đây xem, sau đó thì đậy cái nắp này lại là ok này, đấy. Đậy nắp này lại là ok, đó, đây con này, đó, đậy nắp lại là ok các bác nhé, đó, các bác lắp này đậy nắp lại là ok đây, con này, đó, đây, công tắc của nó đây, các bác bật lên cho em nhé, đó, đây con này, đó, đây. Một này, đấy, hai này, đấy, ba này qua này, đó, ba công tắc như này, các bác nhá, đó, một này, hai này, ba này, đó, rất là ok luôn các bác nhá, đó, đấy, lên cho em là đèn đầu ba bóng nhá, 150.000 cho con đèn đeo đầu ba bóng này các bác nhá, con này rất là tiện dụng luôn, đó, nó rất là sáng, quay đeo quay điếc của bác đây, các bác dùng nó rất là tiện này, đấy các bác thấy không, quay đeo đây nhá, đó, rất là tiện luôn, đèn ba bóng các bác nhá, đó, đây, mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô sản phẩm đó là cái con kính Hàn các bác nhá. Các bác lên cho em là kính Hàn này, đó, kính Hàn này, kính Hàn điện tử nhá, kính Hàn điện tử, đấy, kính Hàn điện tử, con này thì bên shop đang gửi tới bác một con kính Hàn điện tử này, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170k cho con kính Hàn điện tử này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, đó, rất tiện dụng luôn, đây con này, đó, rất tiện dụng luôn nhá, đấy, đây con này, đấy, cứ xem mà bảo các bác bỏ dép vào ngoài không dã mà thảm bẩn hết, đây nhá, đó, đây. Thì con này nó sẽ là một cái hệ đặc biệt, nó sẽ tự che chắn cho các bác luôn. Đây, ví dụ bình thường thì là các bác có thể đây, về các bác lột cho em cái kính cái dây bóng ra này. Đó. Bình thường thì các bác nhìn cái biển này nó rất là rõ nhá. Đấy, nhưng mà khi em bật cái đèn này lên này, khi em bật cái đèn này lên. Đó thì các bác sẽ không nhìn thấy gì nữa này. Bật chế độ nháy lên là các bác không nhìn thấy chữ đâu nữa. Chứng tỏ là nó đã che cho các bác nhá. Đây em bỏ ra thì các bác lại nhìn cái biển số bình thường nhá. Cho vào là các bác không nhìn thấy gì nữa này. Bỏ ra các bác lại nhìn thấy biển số bình thường các bác này. Đó. Đây. Đó, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Thì các bác không cần phải lấy tay che đậy gì cả mà nó có cái con cảm biến điện tử. Nó sẽ tự che cái màn, nó gặp mà sáng là nó sẽ tự che cho cái mắt của các bác nó không bị chói mắt. Rất là tiện luôn. Đây, ở đây nó có con mắt cảm biến và nó có tấm pin sạc năng lượng mặt trời bên trong. Có cả quai đeo cho các bác luôn, có cả quai đeo như này nhá. Nói chung là rất tiện dụng và xịn sò luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em là kính Hàn điện tử nhá. Đấy, kính Hàn điện tử giá của nó là 170.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, kính Hàn điện tử giá là 170k. Mã sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo đây. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ này, sáng mạnh này. Đấy, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy. Và có cái này thì các bác cài vào móc khóa này. Và có nam châm hít này, cái này là nam châm hít để các bác để mình làm việc này. Đây. Đấy, ví dụ mình các bác đang chế độ cần chế độ rảnh tay thì mình để vào này cho em. Đó, và có cả cái đế để các bác để trên bàn như này anh được, nó rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Các bác lên cho em là đèn cúc áo nhá, giá là 50k nhá. 50k cho cái mã đèn cúc áo này. Đó. Cái mã cho em là đèn cúc áo, giá là 50k. Đó, 50k. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là đèn tròn tích điện nhá. Có lên cho em là đèn tròn tích điện. Bao nhiêu nhỉ? Đèn tròn tích điện này. Đó, đèn tròn tích điện nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn, một con đèn tròn tích điện như này. Công suất của nó thì nó vào khoảng là 20W nhá. Đấy, 20W. Đây, thông số của nó có tất cả đây này con này. Đấy. Con này thì nó chịu được cả ngoài trời luôn nhá, chống nước nhá, có tấm pin sạc năng lượng nhá, có cả điều khiển luôn, có cả dây sạc luôn. Đây là dây sạc kèm củ này. Các bác cắm ở đây cho em nhé. Dây sạc kèm củ cắm ở đây cho em. Ok chưa? Đó, ok nhá. Đó. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có cả một cái con điều khiển cho bác này. Giá chỉ có 90.000 mà các bác được cả bộ sản phẩm luôn các nhá. Con này nó hết pin thì về các bác sạc vào cho em nhé. Sạc vào cho em là ok. Đó, có những con nó sẽ bị hết pin thì cái điều chuyện hết pin nó là cái chuyện rất là bình thường thôi. Đó. Hết pin thì về các bác cắm sạc vào cho em là xong nhá. Đó. Hết pin về các bác cắm sạc vào thôi. Đó. Rất đơn giản các nhá. Đây con này. Đấy. Có thể là trong quá trình vận chuyển nó sẽ bị hết pin các bác nhá. Hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em. Đó đây. Đây các bác này. Đó đây. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy các bác này. Đấy. Đây. Đấy các nhá. Rất là nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất là sáng nhá. Con này dùng để ăn cơm ăn nước hoặc có công có việc rất là ok. Và nó có cả con điều khiển này luôn. Đây điều khiển này. Đấy, tắt này. Bật này. Đấy, tắt này. Bật này. Chế độ sáng 1 này, chế độ sáng 2 này, chế độ sáng 3 này. Đấy, SOS này. Rất là ok luôn nhá. Bật này, tắt này. Đấy. Con này của em thì nó những cái hàng này của em gần như nó là sắp hết pin hết rồi.
cho nên là nó cũng không được sáng lắm. Đấy, còn về các bác sạc pin vào cho em là nó rất sáng luôn, công suất của nó thì khoảng 20W nhá. Nói chung là cũng rất là sáng luôn. Các bác sử dụng thoải mái, ok. Giá thì cực kỳ là tốt cô nhá. Đấy, giá chỉ có 90.000 thôi. Một con đèn này giá 90.000 thì nói chung là chấm hết rồi cô nhá. Đấy. 90.000 là giá chấm hết rồi cô nhá. Giá cực kỳ tốt cho các bác rồi. Đấy. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm đó là cái xịt vải nhá. Đấy, xịt quần áo. Các bác lên cho em là xịt quần áo nhá, hết rồi. Đấy. Xịt quần áo nhá. Đấy, lên cho em là xịt quần áo. Con này thì bên shop đang không của FO là FO chứ. Xịt quần áo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một cái lọ xịt quần áo như này. Con này thì xịt vào nó rất là thơm luôn. Đấy, các bác xịt trực tiếp lên quần áo cho em nhá. Đấy. Xịt trực tiếp cái này lên quần áo cho em. Đó là ok các bác nhá. Rất là thơm luôn các bác nhá. Đó. Về các bác cứ xịt trực tiếp lên quần áo cho em. Đây. Đấy. Các bác về các bác xịt trực tiếp lên quần áo cho em nhá. Đó. Là ok. Đấy là rất thơm luôn. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một lọ xịt quần áo như này các bác nhá. Đó. Hàng này thì hàng của Hàn Quốc này. Made in Korea này các bác này. Đó. Made in Korea này, hàng chuẩn Hàn Quốc luôn, rất chất lượng luôn nhá. Cực kỳ là thơm luôn. Đấy, đây, xịt quần áo, giá là 50k các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái khăn tắm Hàn Quốc các bác nhá. Đó, khăn tắm Hàn Quốc. Con này thì cái chiều ngang của nó sẽ là 70 và chiều dài của nó là 1m4. Thì một con khăn tắm Hàn Quốc như này, bên shop đang trân trọng gửi tới các bác với giá đó là đi 60.000, đấy 60k. Thì hôm nay bên shop sẽ về cho bác cái giá tốt luôn. Đấy, 60k. Xả cho bác là giá là còn 50k cho một con khăn tắm như này nhá. Giá chỉ có 50.000 thôi, một con khăn tắm 60 70 nhân với lại 1m4. Bình thường các bác ra cửa hàng mà các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải 20 25 30.000 rồi. Mà cả một cái khăn tắm to tổ bố như này, giá chỉ có 60.000 thôi nhá, 60.000. Đấy, rất là đáng mua luôn. Chất liệu vải của nó thì 100% là bằng sợi bông nhá. Đấy. Bằng sợi bông siêu thấm hút luôn các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy. Thì các bác lên đã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Giá của nó chỉ có 50 cành nhá. 50 cành cho cái con khăn tắm Hàn Quốc này. Đó. Thì các bác lên đã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, 50k một chiếc thôi. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm đồng con này, bộ ấm đồng này. Đấy, bộ ấm đồng. Bỏ trang cái ấy kia ra để thử cái nam châm này. Đấy, bộ ấm đồng như này. Thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 6 chén các bác nhá. Đấy, bao gồm là 6 chén các bác. Đây. Và có cái khay ở dưới này. Đây. Đấy, bộ này là 6 chén luôn, thoải mái cho các bác lựa chọn nhá. Các bác lựa chọn luôn. Đây, cái chuyền này của nó thì khá là dày luôn các nhá. Đấy, chuyền của nó dày lắm các bác. Đấy, đây. Của nó chuyền này của nó đặc, nó dày lắm các bác. Đó. Và đây là cái bộ chén của nó này. Đấy, nói chung là rất là ok. Ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, một bộ 6 chén như này. Đấy. 6 chén một chuyên và một khay đỡ này. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn nhá. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đây. Đây. Đấy, một bộ như này các bác nhá. Đây, một bộ như này. Đây, hàng rất tuyệt vời luôn anh em các bác nhá. Nói chung là chấm hết luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một bộ chuyên chén bằng đồng như này. Đấy, bằng đồng các bác nhá. Đấy. Không bắt nam châm nhá, không bắt nam châm. Đấy. Riêng chỉ có cái khay này mới bắt nam châm này. Đây. Có cái khay này mới bắt nam châm các bác nhá. Đấy, khay này bắt này. Đấy, còn những cái chuyên cái chén cái cốc này là không bắt các bác nhá. Đấy, 100% bằng đồng hết nhá. Đó. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có đấy. Giá chỉ có 400.000 thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 400k bao ship thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy. Đấy, tất cả thì nó sẽ nhỏ gọn thôi nhá. Cái đĩa này thì cái khay này của nó chỉ khoảng 20 hơn 20 cent thôi. Đấy, bằng đồng hết các bác nhá, không bắt inox nhá. Đấy, bằng đồng hết, không bắt inox. Đấy, qua theo. Đó. Rất ngon lành luôn các bác này. Keng keng luôn các bác nhá. Đó, rất chất luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn nhá. Đó. Khi các bác dở hàng nhá thì cái khay này của nó sẽ là dí đít thì các bác nhá. Đấy, không có lúc các bác lại bảo là không thấy khay đâu. Đây, rất đẹp nhá. Bộ ấm bằng đồng như này, ấm chén bằng đồng như này. 6 người uống thoải mái luôn. Sang xịn mịn nhá, sang xịn mịn. Mã đáo thành công con này, mã đáo thành công. Rất là dày nhá. Giá thì chỉ có 400k bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là Phương và anh lấy cho anh cái búa cao 75 đây. Tiện bộ quay đi. Đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô dầu nóng Hàn Quốc các nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dầu nóng Hàn Quốc này. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc này nhá. 40k. Đó, 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc này. Hàng rất
hàng rất tốt và giá thì hợp lý cho bác luôn. Đó, giá hợp lý cho bác luôn nhá. Đây, đây các bác, 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này đấy, giá rất tốt cho bác luôn. Con này thì các bác dùng để chuyên để dùng để bôi đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh nhá, đều là ok hết nhá. Đấy, rất chất lượng luôn, hàng của Hàn Quốc nhá, mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Đấy, chi xuất nguồn gốc rõ ràng đây, chữ đều là chữ Hàn hết nhá. Đấy, đều là chữ Hàn Quốc hết qua này. Đấy, đều là chữ Hàn Quốc hết này. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc coi nhá, rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái chai dầu nóng Hàn Quốc như này, giá của nó sẽ là đi 40k. Ở đây thì nó sẽ có tặng kèm các bác một cái thanh massage như này, một cái thanh massage như này nhá, để về các bác bôi bôi xong thì các bác massage như này, lăn như này cho em. Đây, đấy, của nó là dạng kem trắng như này đây, kem trắng này nhá. Đấy, bôi vào là nó nóng da lên luôn các bác nhá. Đó, rất tốt luôn, bôi vào là nó sẽ nóng da lên luôn các bác nhá. Đó, thì là các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy thì các bác bôi cho em. Đó, rất là tốt luôn. Đấy, rất ok luôn các bác nhá. Đó, giá của nó chỉ có 40.000 thôi các bác nhá. Ok. Thì các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về một lô cái bố đinh hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá. Thì bên em về là có 3 mẫu như này. Đấy, 3 mẫu như này nhá. Đấy, 3 mẫu như này cho các bác lựa chọn này. Đấy. Hàng này thì nó là thuộc cái dạng hàng mới, chưa qua sử dụng nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thì các bác lên cho em là con này là cao 25 nhá. Lên cho em là con này là cao 25. Cao 25. Con này thì giá của nó sẽ là 100 à? 100k nhá, 100k cho con cao 25 này. Đấy. Thì nặng là 2 lạng rưỡi, nặng 2 lạng rưỡi, dài thì vào khoảng là gần 30 cm. Đây, đấy, nặng 2 lạng rưỡi nhá. Đấy, còn con này là con cao 75 này. Đấy, tức là nặng 7 lạng rưỡi, cao 75. Đấy, cao 75. Nặng của nó sẽ là 7 lạng rưỡi, 7 lạng rưỡi và giá của nó sẽ là 130.000, 130k. 130k cho con cao 75 này các bác nhá. Đấy, 130k cho con cao 75 này. Đó, đây, hàng của thương hiệu Kabushi Japan có này. Đây. Kabushi Japan nhá, rất chất lượng luôn. Đó, bác theo. Đây. Đấy, rất chất lượng nhá. Con này thì cán của nó được làm từ sợi thủy tinh nhá, sợi thủy tinh và bọc cao su rất dày dẫn và chắc chắn nhá, đúc liền như này. Đấy, dùng chắc chắn luôn. Tiếp theo là đến con này là con búa tạ nhá. Con này là con búa tạ, có lên trên là búa tạ này. Con này nặng 1 kg. Đó, búa tạ này. Đó, búa tạ. Con này nặng là 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đó, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 140.000. Búa tạ nhá, mã của nó là búa tạ sẽ là 140k. 140k cho con búa tạ này các nhá. Lên trên là búa tạ 140k, 140k thôi. Đấy, con này nặng 1 cân. Con búa tạ này là nặng 1 cân nhá, nặng là 1 cân các bác. Đấy, nặng 1 cân. Đây. Đấy, các bác nghe cái tiếng búa gõ vào nhau rất là chắc luôn. Đó, rất chắc luôn các nhá. Đó. Đấy. Búa tạ 140kg các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay shop em tiếp tục về cái lô đó là cái dây sạc iPhone nhá, dây sạc iPhone. Dòng này thì của thương hiệu iPhone. Đấy. Của nó là của iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max và công suất của nó là 20W. Lô này bên em về thì chỉ dòng chỉ có 20W thôi nhá. Đó. Đấy. Lô này dòng về chỉ có 20W thôi. Đó. Đấy, qua lên cho em là sạc iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đó, sạc nhanh iPhone. Công suất của nó sẽ là đi 20W thôi. Đợt này em về thì chỉ có dòng 20W thôi nhá, sạc nhanh iPhone 20W. Giá của nó vẫn là 100 cành thôi, 100 cành cho con sạc nhanh iPhone này. Công suất của nó là 20W nhá. Đó, 20W. Đấy, con này các bác dùng nó cũng rất là tiện, dùng trong gia đình nhà mình. Hàng thì hàng của hãng iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Đó, bác nào dùng điện thoại iPhone thì dùng con này rất là ok. Giá cũng rất hợp lý cho bác thôi. Đây, dây của nó đây. Và đế sạc của nó đây, hàng cực kỳ là chắc luôn các nhá. Hàng này cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Dây sạc, đế sạc như này. Một con sạc nhanh của iPhone mà giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá rất tốt để gửi tới quý các bác anh chị và các bạn nhá. Đây. Giấy tờ hướng dẫn các thứ đàng hoàng có này, hàng của hãng mà, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Công suất của nó sẽ là 20W, sạc nhanh nhá. Đây. Dòng này là dòng đời cao của 14 Pro Max có này, 14 Pro Max luôn. Đấy, iPhone 14 Pro Max nhá. Giá chỉ có 100k. Mã sản phẩm tiếp theo đó, hôm nay bên shop tiếp tục về cái con xịt hôi giày nhá. Qua lên cho em là xịt hôi giày. Đấy, xịt hôi giày này. Đó, hôi giày nhá. Hôi giày, hôi chân là các bác xịt hết nhá. Xịt hôi giày, hôi chân. Đấy, nhưng mà chủ yếu là hôi giày đi. Giày dép các bác mà bị hôi thì các bác xịt vào cho em nhá. Đó, đỡ luôn. Hoặc là chân các bác mà bị hôi này, ví dụ như bị vi khuẩn các thứ nấm mốc này thì các bác cũng xịt vào cho em. Đó. Xịt vào là nó sẽ diệt con vi khuẩn nhá. Đấy, xịt thì mình lắc đều lên và trước khi xịt thì mình để ngửa như này thì tốt hơn này. Đấy, để ngửa này. Đó.
các bác nhá, nó rất ok luôn. Giá thì chỉ có 45.000 thôi. Quay lên cho em là xịt hôi dày giá 45k nhá, 45k. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về được ít cái lô cái tất đen của thương hiệu Nai. Đấy, cũng về chỉ được có một ít thôi, cũng còn có 4 5 mã nữa thôi, đợt này cũng hết mùa rồi. Hết mùa đông rồi cho nên là cũng không còn hàng nữa các bác nhá. Giá thì là 90.000 nhá. Đấy, 90k cho 10 đôi tất. Đấy, 90k cho 10 đôi tất. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Hàng này thì siêu dai luôn nhá, siêu dai siêu co giãn luôn nhá, co giãn đa di năng 4 chiều nhá, co giãn đa di năng 4 chiều, siêu dai luôn các nhá. Đấy, sợi của nó là sợi cốt tông, thấm hút mồ hôi tốt, chống hôi chân các nhá. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đấy, qua lên cho là tất Nai nhá. Đấy, tất Nai. Tất 10, qua lên cho là tất 10. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho một vỉ tất 10 như này. Đấy, rồi ok các bác.